Hội nghị cộng tác viên của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm đánh giá kết quả công tác cộng tác viên của báo, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng làm báo cho đội ngũ cán bộ, phóng viên và cộng tác viên, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của một tờ báo điện tử trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, thời gian qua, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn duy trì sự ổn định và phát triển vững chắc. Chất lượng các tác phẩm báo chí ngày càng được nâng cao. Để nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung các ấn phẩm và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, đồng chí đề nghị báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục có kế hoạch xây dựng mạng lưới cộng tác viên đa dạng, vừa đông đảo vừa tinh nhuệ, đồng thời duy trì có hiệu quả việc tập huấn, nâng cao nghiệp vụ làm báo. Cùng với đó, đội ngũ cộng tác viên của báo cần nỗ lực trau dồi, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng tin bài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tờ báo, phù hợp với đòi hỏi của thời kỳ chuyển đổi số và ứng dụng đa phương tiện rộng rãi trong báo chí. Với yêu cầu đổi mới, bám sát thực tiễn, hội nghị cộng tác viên năm nay được triển khai nội dung tập huấn về các vấn đề, cách tiếp cận và nội dung viết bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện. Phát biểu chào mừng hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tự hào là cái nôi của nền báo chí cách mạng. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và gần 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao liên tục trong nhiều năm, điểm sáng về thu hút đầu tư vốn nước ngoài, gìn giữ và phát huy giá trị từ cây chè với doanh thu năm 2023 lên đến gần 13.000 tỷ đồng. Trước khi tổ chức hội nghị cộng tác viên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khu vực phía Bắc tại Thái Nguyên, chiều ngày 23 tháng 5, đoàn đại biểu của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các đại biểu đến từ các tỉnh phía Bắc đã đến dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái.